lòng của các bạn với nước Nga chúng tôi rất vĩ đại và rất là sâu lắng. Thưa các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là tên Andrei Kudryashov, tôi là trưởng đại diện của tập đoàn dược Medivan Onco tại Việt Nam. Я надеюсь, что, может быть, наша судьба, как говорится, будет рядом с вами, и мы вместе будем продолжать сотрудничество по нашей линии. Và tôi hy vọng là ở trên kia, cái số phận của tôi đang gắn bó với Việt Nam. Thế và cái định hướng cho tôi làm việc ở Việt Nam và có nhiều cái gắn bó trong cái tương lai nữa đối với đất nước Việt Nam. Мне очень приятно понимать то, что в Вьетнаме есть очень большое количество таких добрых, честных, искренних лиц, которые с пониманием дружбой относятся к России. Tôi cũng mong rằng là hôm nay các bạn đã tổ chức rất thành công và đã tụ hội được hội họp được rất nhiều những người để nhớ lại cái kỷ niệm nước Nga, và trên đây là một thoáng nước Nga rất có ý nghĩa, và lần thứ hai tôi đến trên đây thấy là rất có ý nghĩa. Chúng tôi kính chúc các bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Rất vui mừng hôm nay chúng ta lại gặp nước Nga tại Việt Nam. Thoáng nước Nga này thoáng không? Có thể nói là nước Nga luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, và hôm nay là chúng ta thấy nước Nga này ở sự kiện. Và nước Nga ấy chỉ có một thưa các anh các chị ở đây, các anh các chị toàn là những người đi Nga, tôi là người duy nhất chưa đi Nga bao giờ. Nhưng văn hóa Nga, đặc biệt là âm nhạc Nga Xô Viết thì ảnh hưởng đến toàn bộ cái thế hệ chúng tôi. Tôi đã chiến đấu ở Quảng Trị 81 ngày đêm, có anh Minh Hùng đây là đồng đội của tôi. Thời gian vẫn đi lạnh lùng khắc nghiệt, có việc tác hôm nay mai đã vẽ bản rồi. Bao thần tượng ta tôn thờ cung kính, ở trong thế giới đổi thay và cháo trò, anh yêu em ta nào biết gì đâu. Thôi đừng bận tâm về những gì sẽ tới, chỉ biết lúc này ta đang ở bên nhau. Ta dạt vào đâu đây được tạo say cây mất. Vâng ạ, sau đây xin mời tiết mục của chị Tranh, Thu Tranh với bài Đôi Bờ, một nhạc phẩm nổi tiếng của Nga. Vâng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
muốn nhường cho một vị khán giả. Vâng, ở đây là xin mời mời chị. Vâng, chị gái xinh xắn này. Chị sẽ bốc chỉ duy nhất một thôi. Trong lá thăm may mắn này sẽ có ghi số và ghi tên, đúng không? 1087 và số điện thoại là 0915252985. Xin mời chị Dung, chủ nhân của số điện thoại đôi 985 xuất hiện trên sân khấu. Xin mời chị Dung ạ. Xin mời chị Dung ạ. Ồ, chị Dung đã có mặt rồi đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng chị. Vâng, xin hỏi là số điện thoại của chị là bao nhiêu ạ? Xin mời các anh chị có thể lưu xuống phía xin mời anh Mạnh ạ. Xin mời anh Mạnh đại diện cho ban tổ chức sẽ lên trao phần thưởng dành cho người may mắn đầu tiên. Vâng, chúng tôi cũng xin... Vâng, xin phép các thành viên là chúng ta có thể để dành không gian trên sân khấu một chút cho các thành viên. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thông tin thêm phần quà may mắn đầu tiên dành cho chị Dung. Xin giới thiệu, đó chính là đến từ anh Mạnh, là một đơn vị đại diện độc quyền, ủy thác độc quyền phân phối tại Việt Nam, thương hiệu Nhung Hương A. Vâng, như vậy thì đây cũng là một số thông tin cơ bản về thương hiệu độc quyền này đến từ anh Mạnh. Tôi xin dành tặng chị. Dạ vâng. Vâng, chúng tôi muốn mời ai họ Hoàng ở đây ạ? Ai họ Hoàng ạ? Rồi, chỉ có khoảng 4-5 người họ Hoàng thôi. Ai có tên đệm là Ngọc ạ? Hoàng Ngọc ạ? Hoàng Ngọc, Hoàng Ngọc Tuấn, Hoàng Ngọc Tuấn đâu ạ? Xin mời anh Hoàng Ngọc Tuấn ạ. Anh Hoàng Ngọc Tuấn xin phép đọc số điện thoại luôn ạ, có đúng không ạ? Dạ vâng, và chúng tôi chúc mừng ai? Họ Nguyễn ạ. À? Ai? Tên đẹp là Lương ạ. À? Nguyễn Lương Huy. Dạ vâng. Xin mời em Nguyễn Lương Huy ạ. Vâng, và còn một phần quà may mắn ở lần này. Tôi xin mời... Vâng. Mời anh thanh niên này sẽ lên giúp chúng tôi. Dạ. Xin cảm ơn. Và chúng tôi muốn mời ai ở bàn số 17? Bàn số 17 đang ở đâu ạ? Bàn số 17 đâu ạ? Xin mời Nguyễn Thị Minh. Ai là Nguyễn Thị Minh ạ? Chị Nguyễn Thị Minh đâu? Số điện thoại là 0169 9774 541. Vâng, và xin mời anh 8 bên công ty Tuệ Minh sẽ đại diện các thành viên trong ban tổ chức. Chúng ta sẽ trao phần quà cho người may mắn. Xin cảm ơn cô gái nha. Vâng, xin mời như vậy là những phần quà hiện tại được ban tổ chức cập nhật. Vâng, xin mời mã số 2160 Nguyễn Thị Minh Hằng, số điện thoại 0912666051. Wow, vâng, thật là may mắn một thành viên cho ban tổ chức. Vâng, và chính chị Hằng sẽ là người tiếp theo bốc một lá phiếu may mắn cho thành viên tiếp theo. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời thành viên có mã số là 2036 Ngọc Thị Kim Nhung. Xin mời chị Ngọc Thị Kim Nhung ạ. Ngọc chị Kim Nhung, Nhung đang ở đâu ạ? Số điện thoại. Có thể thoải mái lựa chọn số phiếu của chị. Vâng, xin mời anh trao quà cho các chị trúng thưởng ạ. Dạ vâng. Như vậy là anh A8 đại diện cho thương hiệu Ngọc Dược Xuân, là một thương hiệu Ngọc Dược giữ gìn sắc xuân dành cho phụ nữ, rất tuyệt vời đấy ạ. Đây là một thương hiệu mà được xuất đi rất nhiều các nước khác nhau. Do vậy thì cũng rất là chúc mừng những thành viên đã may mắn có được sở hữu một sản phẩm tốt như này. Dài theo sóng thái bình nơi thái bình.
một tiết mục rất đặc sắc và mang đúng phong cách của văn hóa Nga. Xin hỏi ở đây có anh chị nào biết khiêu vũ không ạ? Ở đây có bao nhiêu người biết? Có những ai biết khiêu vũ ạ? Vui lòng có thể nắm tay nhau khẩn trương di chuyển lên sân khấu được không ạ? Vâng, hãy cùng khẩn trương di chuyển lên sân khấu của chúng tôi.